Xin chào cả nhà. Cũng như mọi hôm á, thì hiện tại mình đang có mặt tại địa điểm bắn pháo hoa đêm thứ tư ngày 29 tháng 6 tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Nẵng. Đêm nay diễn ra màn tranh tài giữa hai đội Phần Lan và Trung Quốc á. Bây giờ là 18:30, trời rất là nóng nhưng du khách cũng đã tới đây ngồi chờ rất đông rồi đó cả nhà. Mình cũng kiếm cho mình một chỗ ngồi thuận tiện nhất để coi được những màn bắn pháo hoa đẹp nhất cho cả nhà cùng xem. Hiện giờ thì du khách cũng đã đổ về đây rất đông để ngồi dọc bờ sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo á. Cũng đã tới giờ bắn pháo hoa rồi đấy cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối xem pháo hoa vui vẻ bên gia đình của mình nhé.